Chào bạn, như vậy chỉ còn 2 ngày nữa thôi thì Diệu Thông Minh sẽ chính thức khai trương showroom thứ 11 tại 95 Xuân Thủy Cầu Giấy. Và trong video này thì mình sẽ tổng hợp những khuyến mại sẽ có trong hôm khai trương. Và hiện tại Diệu Thông Minh đã có 10 showroom trên toàn quốc cũng như là một trung tâm bảo hành. Thì ở riêng khu vực Hà Nội thì Diệu Thông Minh có hiện tại đang có 2 showroom, đó là tại 119 Lê Thịnh và 200 Xã Đàn. Và showroom tại 95 Xuân Thủy Cầu Giấy thì đây là một showroom nằm ở cái vị trí mà có rất nhiều trường đại học lớn. Chúng ta có thể kể đến như là Học viện Báo chí Tuyên truyền này, Đại học Sư phạm, Đại học Quốc gia, hay là xa hơn có thể kể đến như Đại học Thương mại hay Đại học Giao thông Vận tải. Và vị trí 95 Xuân Thủy Cầu Giấy thì sẽ là showroom của Diệu Thông Minh hướng tới các bạn sinh viên, cung cấp các sản phẩm với chất lượng rất là tốt và bảo hành dài lâu. Và bây giờ thì mình sẽ bật mí luôn những cái chương trình khuyến mại trong khai trương. Thì đầu tiên sẽ là cơ hội bốc thăm trúng thưởng chiếc Infiniti Hot 4 chính hãng. Thì trong cái ngày khai trương thì tất cả khách hàng mua hàng ở 10 hệ thống showroom trên toàn quốc và cả showroom tại 95 Xuân Thủy Cầu Giấy nữa. Với mỗi sản phẩm các bạn mua thì sẽ có 3 cái số email cuối thì bên mình sẽ sử dụng. Nếu mà bạn nào có 3 số email cuối mà trùng hoặc là gần nhất với cái số mà bên mình tìm được trên trang random.org thì bạn đó sẽ là người may mắn trúng chiếc Infiniti Hot 4 này. Và chương trình thứ hai đương nhiên sẽ là cơ hội mua smartphone bí ẩn RAM 4GB với giá chỉ 2.890.000. Thì trong một vài ngày vừa qua thì Diệu Thông Minh cũng đã có một video hé lộ những thông tin về sản phẩm này. Thì đây là một chiếc máy chính hãng có RAM lên tới 4GB, bổ trong 32GB và rất nhiều thông số kỹ thuật nổi bật khác. Thì mình có thể kể đến như là nó sẽ có màn hình Full HD này, sử dụng con chip Qualcomm 8 nhân. Thì đây là con chip Snapdragon ra mắt năm 2016, có camera 13 MP, cam trước 50 MP, có pin là 3000 mAh, hỗ trợ 2 SIM cũng như thẻ nhớ và có thể sử dụng 4G ở Việt Nam. Và máy thì sẽ có hai phiên bản màu sắc, đó là vàng hồng và màu vàng. Đó, thì đây là sản phẩm chính hãng sẽ được bảo hành trên toàn quốc đến từ một thương hiệu lớn. Và thông tin chính thức của sản phẩm này sẽ được đi review giới thiệu vào đúng 19:30 tối ngày mai, đó trước cái ngày khai trương một ngày, thì để các bạn biết là đây sẽ là sản phẩm gì. Chương trình khuyến mại thứ ba dành riêng cho showroom 95 Xuân Thủy Cầu Giấy thì trong ngày 16 tháng 4 khi các bạn đi mua hàng thì sẽ Diệu Thông Minh sẽ có 30 phần quà ưu đãi rất là lớn dành cho 30 khách hàng mua hàng đầu tiên. Thì cụ thể 10 khách hàng mua hàng đầu tiên tại showroom 95 Xuân Thủy Cầu Giấy thì sẽ nhận được phần quà trị giá lên tới 1.000.000 đồng, bao gồm sẽ được tặng gói bảo hành đi kèm plus cả nguồn màn hình, tặng pin dự phòng 5000 mAh, tặng thẻ nhớ 16GB và tặng gậy chụp ảnh selfie. Đó, và 10 khách hàng tiếp theo thì sẽ nhận được một pin dự phòng 5000 mAh, một thẻ nhớ 8GB và một gậy chụp ảnh selfie. Và 10 khách hàng tiếp theo sẽ nhận được phần quà là thẻ nhớ 8GB cũng như gậy chụp ảnh selfie. Vì vậy trong ngày khai trương thì các bạn nhớ đi sớm để nhận được những phần quà hấp dẫn này. Và cũng trong ngày khai trương tại 95 Xuân Thủy Cầu Giấy thì với những các cô các bác hoặc là các bạn sinh viên mà chúng ta không muốn mua smartphone chẳng hạn thì Diệu Thông Minh cũng có một sản phẩm future phone với mức giá rất hấp dẫn, đó chính là chiếc Nokia 230. Sản phẩm này thì sẽ được Diệu Thông Minh bán với giá cực kỳ ưu đãi, chỉ 290.000. Thì điểm nổi bật của sản phẩm này chính là nó có tới 4 SIM, 4 sóng online cũng như hỗ trợ tới 2 thẻ nhớ. Đó, thì đây là sản phẩm rất là rẻ để các bạn có thể mua trong ngày khai trương này. Và tiếp đến thì không thể thiếu được, đó là chương trình khuyến mại giảm giá đặc biệt dành cho những cái sản phẩm rất là hot đang được bán Diệu Thông Minh. Thì chúng ta sẽ có những cái khuyến mại dành cho sản phẩm của Apple như iPhone, iPad. Thì trong ngày khai trương thì các bạn mua iPhone cũ sẽ được tặng ngay combo sạc cáp tai nghe và được tặng ốp lưng thể trang cũng dán cường lực. Và với những sản phẩm iPad cũ thì các bạn cũng sẽ được tặng sạc cáp PCN chính hãng cũng như là tặng luôn bao dao thời trang. Với những sản phẩm Samsung thì khuyến mại dành cho các bạn mua những sản phẩm Samsung China mới thì sẽ được tặng kèm combo ốp lưng và dán cường lực cũng như là tăng thời gian bảo hành lên 12 tháng cũng đổi mới trong 30 ngày nếu có lỗi sản xuất. Trong khi đó thì khi mua những sản phẩm Samsung Line New cũ thì các bạn cũng sẽ được tặng ngay ốp lưng thể trang này, dán cường lực, nâng cấp lên gói bảo hành là 9 tháng phần cứng cũng như là đổi mới trong 30 ngày nếu có lỗi sản xuất. Ngoài ra thì với những dòng sản phẩm Xiaomi thì Diệu Thông Minh cũng có chương trình khuyến mại giảm giá lên tới 500.000 cũng như quà tặng lên tới 1.000.000 đồng. Thì chúng ta có rất nhiều sản phẩm đáng chú ý như là sản phẩm cao cấp nhất có thể kể đến như là chiếc Xiaomi Mi Mix chính hãng chỉ còn 13.490.000, hay là những dòng sản phẩm tầm trung rất hot hiện nay như là chiếc Redmi Note 4 FPT, Redmi Note 4X, hay là những sản phẩm như Redmi 4, Redmi Note 3 Pro cũng có rất là nhiều cái khuyến mại hấp dẫn và được giảm giá rất là mạnh. Và biết rằng những bạn sinh viên hiện nay thì những dòng sản phẩm Xiaomi thì các bạn mua rất là nhiều. Đó, dòng sản phẩm Xiaomi thì được lợi thế đó là giá rẻ này, pin trâu, hỗ trợ 2 SIM và một cơ hội rất là mạnh. Ngoài ra thì với những sản phẩm chính hãng thì chúng ta có những chiếc máy đến từ Oppo Infinix cũng có chương trình giảm giá rất là lớn, đặc biệt là chiếc Oppo F3 Plus thì giá niêm yết hiện tại đang là 10.690.000, nhưng khi các bạn mua trong khai trương thì chỉ còn là 8.690.000 thôi. Đó, ngoài ra thì một sản phẩm rất là hot nữa đó là chiếc Oppo F1S 2017 chuyên gia Phi thì cũng sẽ được giảm giá lên tới gần 1.000.000 đồng, chỉ còn 5.990.000. Với những sản phẩm Infinix thì chúng ta có 3 chiếc máy rất là hot, đó là chiếc Infinix Hot 4, chiếc Infinix Hot 3 và chiếc Infinix Zero 4. Thì khi mua những sản phẩm Infinix chính hãng các bạn sẽ đều nhận được một cái gói bảo hành rất yên tâm, đó là chúng ta sẽ được tặng lên tới 100 ngày đổi trả cũng như thay thế màn hình miễn phí.
Không chỉ những khách mua hàng trong ngày khai trương mới nhận được quà, mà trong sự kiện này thì Rượu Thông Minh còn tri ân tới những khách hàng mà đã mua sản phẩm Rượu Thông Minh rồi. Thì những bạn mà đã từng mua những sản phẩm iPhone hoặc là những sản phẩm Samsung từ Galaxy S6 trở lên, thì trong khai trương các bạn chỉ cần đến và mang theo cái phiếu mua hàng thì Rượu Thông Minh sẽ tặng ngay miếng dán carbon và lưng thời trang miễn phí ở mặt sau. Thì Rượu Thông Minh sẽ có chương trình CO phụ kiện đồng giá chỉ từ 2.000 đồng. Những sản phẩm phụ kiện như là loa Xiaomi hay là pin dự phòng Xiaomi, sim dung lượng cao 4G data đang có mức giá rất là hấp dẫn. Ngoài ra thì những phụ kiện khác như ốp lưng thời trang giá cường lực thì chỉ còn mức giá là 20.000 đồng thôi. Thì các bạn có thể qua để sở hữu. Và chương trình cuối cùng dành cho 5 sản phẩm Rượu Thông Minh sẽ có mức giảm giá cực kỳ sâu. Đó thì 5 sản phẩm này thì mình sẽ bật mí trong cái video vào lúc 19:30 ngày mai cùng với sự kiện ra mắt chiếc smartphone bí ẩn RAM 4GB. Thì các bạn nhớ lưu ý đây sẽ là 5 sản phẩm có mức giá giảm cực kỳ hấp dẫn và phải nói là giảm giá kịch sàn luôn trong ngày khai trương tại showroom 95 Xuân Thủy Cầu Giấy. Và như vậy thì vừa rồi mình vừa tổng hợp và gửi đến các bạn những chương trình khuyến mại ưu đãi rất đặc biệt dành cho các bạn mua hàng trong ngày khai trương và đúng 8:30 ngày 16/4/2017 tại showroom thứ 11 95 Xuân Thủy Cầu Giấy. Các bạn có thể qua trải nghiệm cũng như sở hữu những sản phẩm rất là đáng mơ ước hiện nay. Còn bây giờ thì xin chào, cũng hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.